Nghe tin đồng nghiệp dương tính với nCoV, hàng trăm công nhân ở Bình Dương đẩy cổng tháo chạy. Sự việc xảy ra chiều ngày 10 tháng 7 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ampex International nằm trong khu công nghiệp Bào Bàng, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh hàng trăm công nhân đứng trong sân của công ty Ampex hò hét, sau đó cùng nhau xô đổ rào cổng sắt ở chốt bảo vệ để chạy ra ngoài. Dù thời điểm này có một số bảo vệ công ty cùng lực lượng bảo vệ của khu công nghiệp túc trực tại đây, nhưng do số lượng công nhân quá đông nên không thể xử lý. Sự việc gây hỗn loạn trong khu công nghiệp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bào Bàng xác nhận vụ việc trên, đồng thời cho biết lực lượng chức năng đã kiểm soát được tình hình tại công ty này. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc một công nhân của công ty khi test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi nghe tin có ca dương tính, cơ quan y tế đã phong tỏa công ty lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ, thì các công nhân hoảng sợ bỏ chạy ra bên ngoài. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huyện Bào Bàng phối hợp với lãnh đạo công ty vận động công nhân trở lại công ty để lấy mẫu xét nghiệm. Các công nhân đều hợp tác để ngành y tế làm việc. Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, người có kết quả dương tính làm việc tại một phân xưởng khác của công ty, không tiếp xúc với những công nhân xuất hiện trong đoạn clip nêu trên. Được biết, công ty Ampex chuyên sản xuất hàng điện tử với hơn 5.000 công nhân được chia thành nhiều phân xưởng sản xuất khác nhau.